Chào các bạn, mình là Hùng, mình đến từ Anabim. Trong clip lần này mình sẽ chia sẻ các bạn một cái quan điểm cá nhân của mình, tất nhiên là cá nhân thôi, về cái việc ứng dụng cái công nghệ cũng như là ứng dụng máy tính vào trong cái thiết kế kiến trúc. Thì như mình cũng khẳng định với các bạn luôn, đó là mình cũng là người ủng hộ việc là cái khả năng của kiến trúc sư nó không phụ thuộc vào cái khả năng vẽ máy. Tuy nhiên thì với cái cuộc cách mạng công nghệ hiện nay thì cái việc máy móc nó tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc ấy thì nó đã ảnh hưởng đến rất là lớn đến tư duy thiết kế của kiến trúc hiện nay. Điển hình là các cái thiết kế của các kiến trúc sư nổi tiếng như là Zaha Hadid ấy, các bạn sẽ thấy sự tham gia của công nghệ nó rất là mạnh mẽ. Và mình sẽ lấy một cái ví dụ như thế này. Các bạn sẽ thấy ở đây có một công trình và nó có những cái sự đục đẽo đặc rỗng nhất định. Đấy. Cái công trình này nó đẹp ở chỗ là nó có những cái mảng đặc rỗng rất là đẹp. Và tất nhiên cái để thiết ra một cái thiết kế này thì người kiến trúc sư họ đã vận dụng rất là nhiều những cái kỹ năng cũng như là cái tư duy và ý niệm trong thiết kế về hình khối kết hợp với công năng. Thì giả sử như chúng ta cần thiết kế một công trình nó giống như thế này thì hiện nay ấy, mình để ý sẽ có hai cái hướng đi chính cho các bạn thiết kế. Hướng đi đầu tiên ấy thì các bạn sẽ thấy này, đó là các bạn sẽ cố gắng nghĩ ra được cái phương án cuối cùng ngay từ đầu. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình thấy hiện nay các bạn, nhất là các bạn sinh viên ấy, hoặc các bạn sử dụng các phần mềm mà nó khó trong việc dựng hình như là Max ấy, thì các bạn luôn có ý là các bạn sẽ nghĩ ra được cái phương án của mình nó như thế nào luôn, ngay lập tức các bạn đi đến đích luôn. Hoặc là cái quy trình, cái giai đoạn các bạn nghĩ ra ý tưởng thì nó rất là ngắn. Chúng ta sẽ cố gắng tạo ra ý tưởng đẹp luôn ngay từ đầu. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái phần mềm để dựng nó chính xác theo những cái gì mình nghĩ. Đúng không ạ? Giả sử một người kiến trúc sư họ sẽ cố gắng là dựng luôn cái công trình này từ đầu, đẹp như thế này luôn. Và tất nhiên sẽ có những kiến trúc sư họ rất là tài năng và họ có thể làm điều này. Còn đa phần thì chúng ta sẽ phải trải qua các cái bước tinh gọn nữa. Tuy nhiên thì với cái cách làm này thì nó ảnh hưởng đến rất, nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái kỹ năng của người kiến trúc sư. Nếu một bạn mà hơi yếu về tạo hình và hơi yếu về máy vẽ máy ấy, thì bảo một người đấy mà tạo ra được một cái thiết kế nó đẹp luôn ngay từ đầu như thế này thì rất là khó. Và do vậy thì rất nhiều bạn cảm thấy là mình không có khả năng thiết kế, không có khả năng là nghĩ ra được cái đẹp ngay từ đầu. Và các bạn thường là sẽ bỏ cuộc. Tuy nhiên thì có một cái hướng thiết kế khác mà nó sẽ cho phép chúng ta là trải nghiệm nhiều hơn để tìm ra những cái đẹp, nó dễ dàng hơn, theo mình là dễ hơn. Ở đây thì mình sẽ đã chuẩn bị một cái hình khối. Và cái cách thiết kế này nó như thế nào ạ? Nó sẽ cũng có những cái ý tưởng nguyên sơ ban đầu. Tuy nhiên thì nó sẽ không phải là ý tưởng đẹp. Các bạn thấy nó chỉ là một cái khối nó như thế này mà thôi. Và để tạo ra cái khối đẹp ấy, thì chúng mình sẽ bắt đầu cố gắng nghĩ ra cái khối đẹp của mình nó sẽ có những cái quy tắc. Các bạn thấy rằng trong cái thiết kế này, người kiến trúc sư họ có những quy tắc nhất định. Họ sẽ có những cái thuật toán nhất định để họ ứng dụng vào. Và trong cái thiết kế này mình đã có gài những cái ý tưởng về cái thuật toán và những cái quy tắc nó sẽ như thế nào. Mình sẽ kích vào khối này, các bạn sẽ thấy này, nó có rất là nhiều thông số. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có thông số từ 1 đến 16, từ 16 tầng. Ở đây mình giả sử mình cho nó là 0.3 nhé. Ở đây mình cho nó là 0.4 này. Ở đây mình 0.5, ở đây mình 0.6 các bạn. Và tương tự 0.7. Đấy. Mình đến đấy thôi. Tương ứng cho từ tầng 1 đến tầng 5. Thì các bạn thấy ngay lập tức khi mình thay đổi thông số ấy, thì khối của mình đã bắt đầu có sự biến đổi. Mình sẽ biến đổi một vài thông số khác, giả sử đây. Cũng cho là 0.3 này. 0.4, 0.5, 0.6 các bạn. Và 0.7 nhé. Mình apply nhé. Các bạn thấy không ạ? Những cái hình khối của mình nó đã bắt đầu biến đổi theo những cái thuật toán mà mình đã định sẵn. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta bắt đầu có những cái sự trải nghiệm đầu tiên. Ngoài ra ở cái công trình này mình có một vài những cái
thông số khác, ví dụ đây mình cho nó là 3.000 chẳng hạn nhé. Đây mình cho 4.000, đây mình cho 5.000, đây mình cho 6.000, và đây mình cho 7.000 chẳng hạn. Mình apply nhé. Các bạn thấy không ạ? Cái khối của tôi nó bắt đầu đã xoay rồi. Nó có thể xoay, nó có thể biến đổi hình dạng. Và các bạn thấy là mình đã có những cái sự trải nghiệm rất là hay, rất là thú vị trong việc thiết kế kiến trúc. Chỉ việc là chúng ta nghĩ ra những cái thuật toán. Tất nhiên những cái thuật toán này nếu các bạn trong thời gian đầu thì nó sẽ hơi khó. Tuy nhiên khi các bạn đã định hình cái ý tưởng trong đầu ấy, thì các bạn sẽ tạo ra được những cái thông số, những cái thuật toán, những cái quy luật. Và khi các bạn đã có những cái quy luật rồi ấy, thì chúng ta tạo ra được vô vàn những cái ý tưởng. Và đây chính là cách mình trải nghiệm trong thiết kế kiến trúc. Và đây là cách mà mình có thể làm ra hàng trăm, hàng nghìn phương án chỉ vì việc là chúng ta thay đổi một cái thông số nhỏ thôi. Thì với hàng trăm, hàng ngàn phương án đấy mình tạo ra thì mình sẽ dễ dàng tạo ra được rất là nhiều phương án đẹp hơn so với việc là mình cố gắng nghĩ nó ra đẹp ngay từ đầu. Thì với mình thì mình sẽ lựa chọn cái cách thiết kế này trong cái môi trường về máy hiện nay. Đấy. Và mình cũng nhắc lại một lần nữa thì tất nhiên khả năng của người kiến trúc sư không nằm ở khả năng vẽ máy. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng máy móc nó sẽ giúp các bạn tư duy mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và làm việc nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì đấy là một vài cái chia sẻ cá nhân về việc ứng dụng cách thiết kế máy cũng như là sự tác động đến tư duy thiết kế của các công cụ máy hiện nay đối với người kiến trúc sư. Thì mình cũng hy vọng sẽ nhận được các ý kiến đóng góp của bạn để có thể là làm ra những clip chất lượng hơn và đóng góp vào những cái phát triển chung của nền kiến trúc của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.